đấy là mắt đỏ này, mắt đỏ, lông trắng, mắt đỏ, chân trắng, nói chung là trắng hết, kiểu như con ngựa bạch ấy các bạn ạ. Đấy, mắt nó cũng bạch này, mắt nó cũng đỏ này. Mình chào tất cả các bạn nhé. Thì mọi người, đây hôm nay mình đã, ôi trời, con gà kia nó đuổi con chico của mình. Hôm nay mình có thiết kế được một cái chuồng này các bạn ạ. Đấy, hôm qua mình mua về chưa có chuồng, mình hôm nay mình đã thiết kế được một cái chuồng này. Đây mình bỏ ra ngoài này cho các bạn xem này. Nói chung là cái chuồng này của mình nó không được mới, bởi vì nó cũng rơi vào mấy năm rồi. Trước ngày nhà mình cũng tận dụng cái chuồng này, trước ngày mình cũng nuôi chim bồ câu các bạn ạ. Đây mình còn cắt cả cái thanh sắt này ra này để cho con chim nó thò đầu ra cho dễ này. Mọi người nhìn chưa, đấy cả bên này nữa. Thì mình kê cái giá thức ăn ở bên ngoài chứ không phải kê bên trong, thì nó có thò đầu ra. Chỗ này là chỗ uống nước của hai bên này, đấy hai ngăn các bạn, ngăn bên này uống nước, ngăn bên này thì dùng chung một cái giá nước đấy. Còn cái này thì mình cũng chưa có giá thức ăn, thì mình thi thoảng mình vẫn phải còn để một cái giá khác các bạn ạ vào cho nó ăn đấy. Nhưng mà từ hôm qua giờ thì nó cũng không ăn cá mấy, bởi vì chim này của ông đang ăn thóc các bạn ạ. Con bố mẹ đang bón thóc của nó, thì khả năng mình phải trộn thóc vào, khả năng mình phải trộn thóc vào cái những cái âu cám này này, để cho nó vừa có cám vừa có thóc, thì nó vừa ăn cám vừa ăn thóc, thì dần dần nó ăn quen, thì mình bắt đầu mình lại cho một chuẩn xì cám thôi các bạn ạ. Đấy thì mình nhìn cái đôi này khả năng có một cái con trắng này to nhất nhìn các bạn nhỉ. Đây một con trắng này nhìn to nhất này, hai con đen này thì có một con đen xì thì vẫn bé hơn mấy con đen nhưng mà hơi trắng trắng này. Đấy còn cái con này thì nó cũng khá là to đấy, nói chung là nó rơi vào gần cân một con. Đấy hôm qua mình bắt về thì chưa có lồng, hôm nay thiết kế cái lồng đây các bạn này. Thì bây giờ mình mang vào cái chỗ cái chuồng chuột của mình ấy, mình kê ở đấy thì xem các bạn xem có hợp lý không nhé. Các bạn ơi, mình bỏ cái chuồng chuột ra thì để mình kê cái chuồng chim bồ câu này vào đây. Đấy, nhìn các bạn nhìn chưa? Để mình theo nó thẳng một cái hàng này luôn. Đây là hai con chim cũ mình và con chim bồ câu này, đôi chim bồ câu này mình thả đấy nhá. Khả năng là mình sau mình cũng phải chuyển cái chuồng gà rừng này ra để mình làm mấy cửa quay lưới để đấy, cái cửa quay lưới để mình nuôi chim bay trong này. Thì mọi người, thì hôm nay mình cũng tính là mình thả cái đôi chim cô gái non này ra ngoài thiên nhiên nhé các bạn nhé. À các bạn ơi, thì khả năng mình cái đôi cô gái này mình một tí nữa mình mới thả. Hôm nay có một cái điều đặc biệt mà muốn gửi đến các bạn, và mình cũng rất chi là bất ngờ các bạn ạ. Đấy, rất chi là bất ngờ luôn. Trong cái quá trình mình nuôi chim cô gái này các bạn ạ, cũng khá là nhiều rồi. Đấy các bạn cũng biết là đây là cái đôi chim bố mẹ này. Và hôm nay có một cái điều rất chi là đặc biệt luôn ấy, mà mình cũng chăm sóc nó mà đến ngày hôm nay rồi mình mới phát hiện ra các bạn ạ. Đấy, chăm sóc nó đến ngày hôm nay mình mới phát hiện ra. Thì mình cũng có nói với các bạn là cái đôi chim cu này của mình đã lở ra rất nhiều chim non rồi. Đây mọi người nhìn chưa, mọi người nhìn thật sự mình nuôi mình cũng không để ý đâu. Mới từ hôm qua mình mới lại, tự nhiên mình cho nó ăn mình lại để ý nhá các bạn nhá. Đấy mọi người có nhìn thấy cái điều khác biệt gì của hai con chim non này? Đấy các bạn nhìn thấy chưa, hai con chim non này. Thì đây bây giờ mình sẽ bỏ cho các bạn xem. Con chim này của mình là con chim nó lở trước nhá các bạn nhá. Lở trước ấy, rất là bình thường luôn. Cũng màu mè thì cũng như bao con chim khác đấy. Và cũng như đàn anh của nó, hai đàn anh của nó. Đấy có một cái con này sự đặc biệt này. Đấy các bạn ơi, đây để mình bỏ ra cho các bạn xem. Và mình vô tình hôm qua mình mới lại phát hiện ra thôi, còn bình thường thì mình cũng không để ý các bạn ạ. Các bạn nhìn chưa, lông nó trắng hết nhá. Đấy, con này đặc biệt là lông nó trắng này, mắt nó lại mắt đỏ nhá, mắt nó mắt đỏ, mắt kiểu như là ngọc ấy, mắt đỏ ngọc ấy, ngọc ruby ấy. Đấy các bạn nhìn chưa. Thì mình có tìm hiểu ra thì
hóa ra là cái con chim này của nhà mình là nó bị đột biến. Đấy các bạn nhìn nhá, con chim đột biến. Hai con bố con mẹ kia thì ra con thì bao nhiêu lứa là toàn màu như này, kể cả mình cho anh Hiệp cũng toàn màu như này. Thì có một cái lứa này thì mình lại nhìn thấy một con này, nó trắng lắm. Lông nó cũng trắng, người nó trắng. Cái con kia các bạn nhìn chưa? Con kia màu nó đen này. Đấy, và một cái điều đặc biệt là mắt nó này, mắt nó mắt màu đỏ. Đấy. Rất chi là vui luôn. Thật sự với các bạn là nói chung là chim cu gáy thì này nó cũng chả có cái giá trị gì, kể cả hàng đột biến thì nó cũng không có giá trị gì, nhưng mà mình lần đầu tiên nuôi được chim mà được ra cái hàng đột biến này các bạn. Mắt đỏ này. Thì các bạn cũng biết là đột biến thì lông trắng này, chim cu này mà lông trắng toát thì rất chi là nhiều luôn. Đấy, nhưng mà nhìn thấy là mắt đỏ này, mắt đỏ, lông trắng, mắt đỏ, chân trắng, nói chung là trắng hết, kiểu như con ngựa bạch ấy các bạn ạ. Đấy, mắt nó cũng bạch này, mắt nó cũng đỏ này. Đấy, thế môn là một điều rất chi là đặc biệt ở cái đôi chim này của mình. Khả năng là mình sau này mình sẽ mua một cái lồng thật đẹp vào để cho chú chim đột biến này của mình vào cái lồng các bạn ạ. Đấy. Thôi, mình lại phải để ở đây nhé các bạn nhé. Để cho con mẹ nó u. Hôm nay thời tiết hôm nay tự nhiên nào gió bắc này, quay gió bắc các bạn ạ. Hôm qua thì đêm qua thì mưa bão to. Theo như mình thì đây đúng là chim mà bạch tạng các bạn. Thì mọi người ai mà có kinh nghiệm gì về chim thì cho mình hỏi đây có phải là đúng là chim bạch tạng không nhá. Đấy, theo như mình biết thì là nó thuộc hàng đột biến các bạn. Thì mọi người nhìn nhá, bao nhiêu lứa của mình là toàn màu như này thôi. Màu chim như này. Thì đến cái lứa này tự nhiên lại được một con lại mắt thì mắt ngọc ruby, mắt đỏ. Nói chung là thấy mấy anh em ở trên mạng nói là mắt ngọc ấy thì mình biết thôi, còn thật ra mình cũng không biết các bạn. Đấy, nhưng mà nhìn mắt nó đỏ luôn này. Người nó đỏ này. Cánh trắng này. Đấy. Đây thật sự mình đây các bạn nhá. Đây không màu này không phải màu màu trắng. Màu này màu đỏ đỏ xám xám. Thôi rồi, mình lại phải cất nó vào nhá các bạn nhá. Đấy, có khoe cho các bạn xem là mình chăm sóc đôi chim này cũng khá là lâu rồi, nhưng mà đến hôm nay mới lại phát hiện ra một cái con chim nó lại đột biến như này. Nói chung là để mà chăm sóc một đàn chim mà được một cái con chim như này thì cũng khá là vui các bạn. Nếu mà được chim chào mào hay là chim chích chòe mà được như này thì chắc là hót bạc. Như mình nuôi đây là chim cu gáy môn là nó cũng chả có giá trị mấy đâu các bạn. Nói chung là với mình thì cũng không quan tâm là giá trị hay không. Mình thích thì mình nuôi thôi. Khả năng là con chim này mình lớn lên mình sẽ sắm một riêng cho nó một mình một cái lồng. Đấy, sắm riêng. Các bạn ơi, để bây giờ mình sẽ mang cái đôi chim cu đàn anh của cái đôi này đi thả nha các bạn nhé. Mình sẽ thả ra ngoài à, vườn nhá. Này. Đấy, mình sẽ thả cái đôi chim cu gáy non này ra. Để cho nó quen này, quen dần đi. Thì sau này ví dụ mình không nuôi ở trong này thì mình sẽ nuôi thả bên ngoài kia. Nhưng nếu mà nuôi thả được ra bên ngoài kia thì vẫn là đẹp các bạn ạ. Đấy, nếu mà là mình hôm nay mình thử thả cái đôi chim cu này của mình ra. Đấy, các bạn nhìn chưa? Bởi vì cái đôi chim cu này của mình cũng là cái đôi chim non bố mẹ này đẻ ra. Đấy, mình một đôi thì hôm nọ mình cho ông chú rồi. Thì còn một đôi này khả năng thì mình sẽ thả ra nhé các bạn nhé. Đấy, thả ra. Thả ra ngoài luôn. Thì mình cũng mong rằng nó sẽ quen với cái thế giới ở bên ngoài này. Và nó quen với cái khung cảnh nhà mình này. Đấy, vì ở vườn nhà mình cũng rất chi là nhiều cây, nhưng mà cũng không sợ nó bay đi đâu cả. Vì cái đôi chim đấy của nhà mình là cũng nuôi từ bé các bạn, đôi chim này nuôi từ bé này. Chim này của mình mà lớn ý, mà biết bay thì khả năng mình cũng phải thả lốt ra ấy. Thả ra ở trong quây trong cái nhà này luôn này. Đấy, thì bây giờ mình mang cái đôi chim này ra thả nhé các bạn nhé. Để mang cái con này ra trước. Bay đi. Bay đi. Các bạn ơi, nó vẫn còn rát này, nó vẫn chưa không phải dám bay luôn này. Đấy, bay đi. Con này nó vẫn chưa có cườm nhé các bạn nhé. Hai con ông chú mình bắt mọi hôm thì là nó đều có cườm hết rồi. Đấy, khả năng con này nó không có cườm. Rồi. Đấy các bạn ạ. Đấy, cứ kệ nó, mình thả ra rồi thì cứ kệ nó. Khả năng là nó lại bay theo cái đôi chim bồ câu của mình thì nó lại dễ. Này, còn con này nữa. Thả ra lốt các bạn. Ui. Nói chung là mình
thật sự với các bạn là mình nuôi chim, nuôi ấy con này nó bay luôn này, nuôi chim nuôi các con vật của mình ấy thì mình cũng không bao giờ mình muốn dốt đâu. Đấy, mình rất thích thích nhà thả nó ra ngoài vườn nhà mình ấy. Đấy, các bạn nhìn thấy này, cả cái đôi chim bim bim này của mình này, mình thả suốt ngày luôn. Đấy, đôi chích cồ này của mình cũng không bao giờ mình dốt. Đấy, thi thoảng tối nào nó cũng ngủ trên cây này. Hôm nào mà có bão ấy, thì mình lại cho nó trong nhà kìa. Đấy. Mình rất thích là nuôi chim thả ấy, nhưng mình không muốn dốt đâu các bạn. Đây như con chích cồ này mình này. Khá là lớn rồi nhưng mà mình vẫn cứ thả này, nhiều hôm nó còn chạy ra ngoài cổng kìa. Nó chạy ra ngoài cổng nhưng mà sau nó vẫn chạy về, bởi vì có mấy người quen ở quanh cái khu vực này nhà mình thì mình cũng có nhắc nhở rồi, bởi vì đây là chim của mình và ví dụ gặp những cái con bìm bìm quen nó chạy ra ngoài đường này, nó hay chạy đường này, thì mình cũng nhắc người ta bảo là đấy là chim nhà mình nuôi ấy. Thì nếu mà là mấy chú ở gần nhà cũng không làm gì các bạn ạ. Kể cả mình trước ngày mình thả cái đôi chim chào mào ấy, thế này, bay quanh cả đây đấy, mấy ông hàng xóm còn gọi được nó xuống ấy, nhưng mà mình giận trước rồi, nhưng mà mấy ông không làm gì các bạn ạ. Đây cái đôi chim cu gáy này của mình đây. Đây mình cứ thả ra này, các bạn nhìn này, nó nành không? Nó khá là nành luôn đấy. Này. Con này thì nó rát rát hơn một tí này, còn bình thường là khá là lành các bạn ạ. Nói chung là để mà nói ở một cái khu vườn này như nhà mình này thì nó rất chi là hoang sơ các bạn ạ. Nó cũng không có gì là độc đáo cả, đẹp cả. Đấy nhưng mà mình thích những con chim này của mình này được thả ra ngoài thiên nhiên này. Đấy, khi nào mà mỗi khi nó bay quanh ở đây nhìn cũng khá là đẹp đấy các bạn ạ. Thôi được rồi. Đấy, bay đi. Cái con này thì nó, các bạn nhìn con này nó lành hơn con kia nhá. Con kia nó bay luôn. Rồi. Đấy nó bay đây. Mọi người, khả năng là video mình cũng tạm dừng đây nhé. Mọi người cho mình ý kiến xem là có phải cái con chim cu đấy của mình là hàng đột biến không nhá. Theo như mình đã tìm hiểu thì nó rơi vào tầm 99% nó là hàng đột biến các bạn ạ. Đây, mình thả ra nành lắm các bạn ạ, nành lắm. Đấy, chim mà thả ra ngoài thiên nhiên này thì nói chung là chim cu này nó dễ thuần thôi các bạn ạ. Video mình cũng tạm dừng đây nhé. Chúc tất cả các bạn khi xem video có một giây phút thật là thoải mái và vui vẻ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau của mình.